Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khanh. Ngày hôm nay thì Khanh tiếp tục làm một video để giới thiệu đến tất cả các bạn về cái quy trình phủ gầm cho một chiếc ô tô như thế nào. Thì Khanh xuống hơi trễ xíu nên là mấy anh em kỹ thuật cũng đã phủ gầm xong luôn rồi, nhưng mà Khanh cũng nắm được cái quy trình của nó, thì ngày hôm nay Khanh sẽ quay và giới thiệu sơ để các bạn và các anh chị nắm về một chiếc xế yêu của mình khi được phủ gầm như thế nào. Thì khi mà phủ gầm á, thì các anh em kỹ thuật sẽ trước tiên là chúng ta sẽ nâng gầm lên và sau đó là chúng ta sẽ tháo bốn cái bánh xe ra. Tiếp theo nữa đó là mấy anh em kỹ thuật sẽ vệ sinh phần gầm của chúng ta thật là kỹ, để, và sau đó là chúng ta sẽ che chắn lại những cái phần mà chúng ta sẽ không có phủ lên. Giống như ở đây thì mình sẽ có cái bô của xe nè, hoặc là đây là cái ốp cho cái bình nhiên liệu của xe, thì những cái phần này chúng ta sẽ không có bắn phủ gầm lên, nên là chúng ta sẽ che chắn lại. Nhưng do cái này Khanh xuống trễ nên là các anh em kỹ thuật đã che chắn lại và đã bắn xong và đã tháo cái giấy che chắn ra rồi đó. Chứ nếu không là đây, các bạn các anh chị cũng thể thấy nè, ở đây mấy anh em kỹ thuật đã che chắn cái phần thắng đĩa lại để mình không có phủ vào trong cái đĩa của xe. Đây là phần hốc vè bánh xe trước chúng ta cũng được phủ lại luôn đó. Những cái phần mà đen đen đó các bạn và các anh chị có thể thấy nè, đây Khanh quay gần xíu cho các bạn và các anh chị xem, đây mình đã được phủ rồi. Thì cái dung dịch phủ gầm này á, thì nó tăng cái độ bền cho cái lớp sơ của chúng ta và đã chống rỉ sét khi mà chúng ta nhiều. Thì các bạn và các anh chị khi mà chúng ta mà đi nhiều á, thì mình rửa xe ở nhiều nơi rửa xe, thì cái nguồn nước nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề là rỉ sét cho chiếc xe chúng ta. Thì chúng ta phủ gầm lên thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái vấn đề đó, nó được lâu hơn, nó được bền hơn xíu, nó sẽ được bền hơn. Đây cái phần sau nè, cái phần những cái phần này thì những cái phần cái thắng đĩa thì mấy anh em kỹ thuật cũng che chắn lại. Đây thường là những cái chỗ này sẽ che chắn lại luôn các bạn, nhưng mà do Khanh xuống trễ nên là mấy anh em cũng đã tháo ra hết rồi. Ở đây thì Khanh sẽ quay những cái phần nó chi tiết hơn xíu, các bạn và anh chị cũng có thể thấy nè, như ở trên này đó, những cái phần đen đen này thì các bạn và các anh chị cũng có thể thấy là mình cũng đã phủ lên rồi đó. Đó, phủ lên rồi. Ở trong này là mấy anh em cũng phủ luôn, là mình cũng phủ luôn các bạn. Đó. Thì đây mình sẽ quay vô trong một xíu nè, nào các bạn và các anh chị ở trong mà các bạn và các anh chị cũng có thể thấy luôn. Phần trong này chúng ta cũng được phủ ceramic rồi. Khanh xin lỗi, chúng ta cũng được phủ gầm rồi. Khanh nhầm, phủ ceramic đó là mình phủ bề mặt ngoài của xe. Nó ở đây thì cái phần này thì mình có một cái cách âm. Đây ở đây nè, phần này ở đây nè, các bạn và các anh chị cũng có thể thấy rõ hơn nè. Đây, Khanh quay gần cho các bạn có nhiều thấy. Tại vì bình thường cái này của mình nó chỉ là một lớp sơn bóng thôi, lớp sơn mờ mỏng thôi. Cái này thì mình phủ một cái lớp phủ gầm lên thì nó sẽ cái bề mặt nó sẽ dày lên. Bề mặt sơn nó sẽ dày lên. Đó. Thì phủ gầm này thì chúng ta có thể đợi tầm cỡ 2 đến 3 tiếng để cho cái lớp phủ gầm này chúng ta nó khô. Thì khi đó thì mấy anh em mới lắp bánh vào. Xe này thì theo Khanh được biết là khi mà hỏi với mấy anh em kỹ thuật thì xe này chúng ta còn phủ ceramic nữa, nên là cái quy trình mà phủ thì chúng ta sẽ phủ gầm trước rồi chúng ta mới phủ ceramic. Xíu mà xe chúng ta gầm chúng ta khô lại á thì mấy anh em sẽ lắp bánh vô và xe này Khanh nghĩ là sẽ đánh bát lại nguyên con để làm sạch bề mặt. Đây các bạn và các anh chị có thể thấy nè, ở trên xe này rất là bóng,
đây là mấy anh em cũng đã đánh bát rồi đó, thì có thể là xíu nữa là gắn lắp 4 cái bánh vào và mấy anh em sẽ chạy ra rửa lau khô và làm sạch bề mặt của lớp sơn toàn xe lại, và khi đó mấy anh em sẽ phủ một lớp phủ ceramic lên để giữ cho cái nước sơn của chúng ta được bền hơn và lâu hơn đó. Thì chắc video của Khanh đến đây chắc cũng sẽ tạm dừng tại đây. Thì rất mong các bạn và các anh chị ủng hộ kênh của Khanh bằng việc là nhấn nút đăng ký và kênh của Khanh nhấn nút like, chia sẻ để mọi người cùng biết đến kênh của Khanh nhiều hơn. Ngoài ra thì công việc chính của Khanh vẫn là bán xe chuyên về Ford. Rất mong các bạn và các anh chị luôn luôn ủng hộ Khanh bằng việc là liên hệ với Khanh trực tiếp qua số điện thoại của Khanh luôn để ở góc màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.